GLMM.bet. Hệ thống chẵn lẻ Momo hoàn toàn tự động xanh chín. Tớp thắng tuần và to. Thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình giới thiệu đến mấy anh em con game là Hải Tặc Mobile nha anh em. Thì con này sẽ open server 23 nha. Vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Đó, chính thức open server 23 nha anh em. Anh em nhớ nha, 19 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022 nha. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là cái bộ cô đi tân thủ nha. Gồm 3 cái cô đi tân thủ nha anh em. Thì mấy anh em nhập hết vào mấy anh em sẽ nhận được là VIP 9 nè. Đó, tăng level lên 98 ha. 700k kim cương nha anh em. Ở kim cương không phá nè, rất ok nha. Và 40 triệu BL nha anh em. 40 triệu AP tướng luôn nha, 10.000 thẻ đột phá luôn nha. Đó, 40 cường quả chi một khiến luôn nha anh em. Gương tự chọn trang bị đỏ 3 sao luôn nha. Rồi, rất ok nha. Thì mấy anh em có thể tham gia cái sự kiện là live share nha, live share bài viết, live share fanpage ha. Thì mấy anh em làm đầy đủ tất cả các bước, mấy anh em gửi gì bay để nhận quà nha anh em, để nhận được một cái cu đi VIP nha anh em. Thì cái phiên bản này là đã được AD update là 4 tướng mới rất là đẹp luôn nha anh em. Cái con là OD, Yamato ha, Bad Rabbit, White Star ha. Những con tướng này rất là ngầu, rất là ok luôn nha anh em. Đó, thì mấy anh em vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Đó. Thì mấy anh em có thể tải cái trang chủ, tải game tại cái trang chủ là hải tặc cmb.com nha. Thì ở đây nó có link cho mấy anh em tải ha. Rồi xong mấy anh em vào cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em á, mấy anh em nhập cái code vô cho mình nha. Ở đây là những cái hình thức nạp thẻ vào game nha anh em có thể nạp ở đây nha anh em. Thì ngân hàng ha, ví Momo ha, thẻ cào và thẻ game nha anh em. Thì mấy anh em có thể nhập cái gift đi tại đây nha. Đó. Thì ở đây mình chỉ hướng dẫn mấy anh em nhập thôi, mình không có nhập nha anh em. Thì mấy anh em chọn server ha. Đó, thì mấy anh em nhớ là server 23 sẽ chính thức open vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 8 nha anh em. Đó, tức là 7 giờ tối ngày mai nha. Thì mấy anh em sẽ nhập cu đi tại đây nha anh em. Đó, rất ok luôn nha. Thì phiên bản đã được AD update những cái tướng mới rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Thì cái con này thì phần gameplay thì cũng không có lạ gì mấy anh em nha. Con này đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Đó, ok nha. Rồi một lần nữa mấy anh em nhớ nha. 19 giờ server 23 sẽ chính thức open 19 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022 nha anh em, tức là 7 giờ tối ngày mai nha. Server 23 sẽ chính thức open nha anh em. Đó, anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha. Rồi, phần giới thiệu con game của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh luôn nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em nhớ vào lấy link giúp mình nha. Link game, link fanpage, link trang chủ này kia mình để trong phần mô tả hết nha anh em. Anh em vào lấy giúp mình nha. Rồi. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha.